Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát nương vào Pháp vô tánh làm tượng tánh, khởi 4 tịnh lự, phát 5 thần thông, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, an lập 3 nhóm hữu tình sai biệt, tùy theo căn cơ của họ mà phương tiện dạy bảo, dẫn dắt, khiến đạt được lợi ích an lạc thù thắng, thì tại sao Đại Bồ Tát đối với Pháp vô tánh làm tự tánh có việc làm theo thứ bậc, việc học theo thứ bậc, việc hành theo thứ bậc, do việc làm theo thứ bậc, việc học theo thứ bậc, việc hành theo thứ bậc này mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột? Phật dạy: Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát lúc ban đầu được nghe từ Phật hoặc được nghe từ Đại Bồ Tát đã nhiều lần cúng dường chư Phật, hoặc được nghe từ Độc Giác, hoặc được nghe từ A-La-Hán, hoặc được nghe từ Bất Hoàn, hoặc được nghe từ Nhất Lai, hoặc được nghe từ Dự Lưu, rằng chư Phật Thế Tôn lấy vô tánh làm tự tánh, cứu cánh, chứng đắc Pháp, lấy vô tánh làm tự tánh, nên gọi là Phật Thế Tôn. Các Đại Bồ Tát cũng lấy vô tánh làm tự tánh, lần lượt chứng đắc Pháp, lấy vô tánh làm tự tánh nên gọi là Đại Bồ Tát. Tất cả Độc Giác cũng lấy vô tánh làm tự tánh, lần lượt chứng đắc Pháp, lấy vô tánh làm tự tánh nên gọi là Độc Giác. Các A-La-Hán cũng lấy vô tánh làm tự tánh, lần lượt chứng đắc Pháp, lấy vô tánh làm tự tánh nên gọi là A-La-Hán. Tất cả Bất Hoàn, Nhất Lai, Dự Lưu cũng lấy vô tánh làm tự tánh, lần lượt chứng đắc Pháp, lấy vô tánh làm tự tánh nên gọi là Bất Hoàn, Nhất Lai, Dự Lưu. Các bậc hiền thiện cũng lấy vô tánh làm tự tánh, quyết định tin hiểu Pháp, lấy vô tánh làm tự tánh nên gọi là bậc hiền thiện. Các hữu tình khác, tất cả hành, tất cả Pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh, cho đến không có lượng nhỏ nào mà hoặc hành hoặc Pháp như đầu sợi lông thật có tự tánh để có thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát ấy nghe việc này rồi nghĩ thế này: nếu tất cả hữu tình, tất cả hành, tất cả Pháp đều lấy vô tánh làm tự tánh chứng đắc, tin hiểu Pháp lấy vô tánh làm tự tánh mà gọi là Phật, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn, bậc hiền thiện, thì ta đối với quả vị giác ngộ cao tột hoặc sẽ chứng đắc hoặc chẳng chứng đắc. Tất cả hữu tình, tất cả hành, tất cả Pháp thường lấy vô tánh làm tự tánh, nên ta nhất định phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Đắc Bồ Đề rồi, nếu các hữu tình có người hành hữu tưởng, thì dùng phương tiện an lập khiến trụ vô tưởng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy đã tư duy rồi, phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, vì cứu độ khắp các hữu tình, nên làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc, giống như các Đại Bồ Tát đời quá khứ đã phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Trước hết làm việc tu học, hành trì theo thứ bậc, nên chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Đại Bồ Tát ấy cũng lại như vậy, trước hết nên tu hành bố thí Ba La Mật Đa, kế đến nên tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, kế đến nên tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, kế đến nên tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, kế đến nên tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, sau cùng nên tu hành bát nhã Ba La Mật Đa.